Cái này thì khi nào mới bắt đầu? Dạ bắt đầu chiều nay là khai mạc đó anh. Là cái vé mình ăn miễn phí đúng không? Dạ cái vé là một vé 60.000 với một vé đặc biệt là 100.000. À là vô ăn buffet đúng không? Dạ ăn buffet. Mời anh.